Rồi có nha. Ôi có. Wow. Đã không mình ơi. Quá đã luôn nè, hai con bự bự không? Hả? Hai con bự bự không nhỉ? Quá đỉnh luôn. Ớt sống lâu năm rồi. Ủa con ớt luôn nè. Hả? Đi nè, hai bên luôn. Wow, ba con luôn. Ờ thấy rồi. Ủa dấu chân nè cả nhà. Ngon. Đi nhóc hết trơn nè, bên đây nè. Thấy ớt rồi, thấy ớt chân lộn vậy chắc ăn rồi. Một rồi, hai rồi, ba nữa. Ồ. Cui. Wow. Ôi vô. Vô đầy luôn rồi. Ui. Đi nè cả nhà. Ba con, bốn con cái gì? Xin chào tất cả mọi người nha. Sáng nay á thì hai anh em mình đi thăm lộp ớt nha. Bị mọi người mình đặt từ đây tới đẳng luôn. Tổng cộng là 17 cái nha. Rồi bây giờ mời tất cả mọi người cùng đi thăm lộp ớt với hai anh em mình nha. Xem những ngày sáng nay á có kết quả gì không. Ở chỗ này á thì trước á mình có đặt. Chào quý cô chú anh chị luôn nha. Một lần rồi. Bữa nay làm caramel nè. Cho anh Bình cả nhà ơi. Ờ nãy mình không có đem cái bao theo anh Bình. Có. Anh để bên kia. Đi cái đầu tiên nè. Có vô chân không? Thấy hiu quá ta. Rồi có nha. Ôi có. Wow. Đã không Bình ơi. Quá đã luôn nè. Hai con bự bự không? Hả? Hai con bự bự không nè. Quá đỉnh luôn. Ớt sống lâu năm rồi. Ghê cả nhà. Thấy im re hả? Ừ. Hai con ớt. Hai con ớt nó già. Nè con nè. Trời quá đã luôn. Cái đầu tiên mà ngon rồi. Đừng biết sao không? Ớt ở trong đây nè. Đúng rồi. Trong đây nó ra nè. Ở trong khu rừng này nó ra nè cả nhà. Quá êm luôn. Thấy hai con đó đủ tiền đó anh Bình. Bự ha. Thấy à. Ừ. Hôm qua anh tính đặt cho này một cái thôi. Ờ tính đặt trên đây hả? Ừ. Mình đặt xuống bên đẳng. Đặt dài tới đẳng luôn. Đúng rồi. U cá lóc chạy kìa. Ừ. Đã quá cả nhà ơi. Mới cái đầu tiên được hai con ếch. Hai ếch cái bự. Hai con ếch già. Chỗ này lúc trước anh đặt hết một lần rồi đó. Ờ à. Cũng lâu rồi mới đặt lại phải không anh? Cũng lâu rồi. Cá chạy kìa. Ừ, cá nó chạy. Chắc cá phi á. Mấy chỗ này sao anh đặt không Bình? Nè, cái thứ hai nè. Ở đây hả? Nhìn thấy đục đục kìa. Cái thứ hai có dấu nhưng mà không có biết vô không. Rồi chết quá. Ôi. Chỗ này ngon gì không ấy nha. Ừ. Không có. Thấy đầu tiên hai con đó cũng im rồi. Chỗ này ta đang dặm nè. Dặm lúa. Này là đang dặm thêm hả anh Bình? Ừ. Đây một cái nữa nè. Ồ, đây à. Ồ, có dấu nè. Ồ, có ếch luôn nè. Hả? Đi nè, hai bên luôn. Wow, ba con luôn. Ờ, thấy rồi. Ồ, dấu chân nè cả nhà. Ngon. Đi nhóc hết trơn nè. Bên đây nè. Thấy ớt rồi, thấy ớt chung lộn vậy chắc ăn rồi. Một rồi, hai rồi, ba nữa. Ồ. Cui. Wow. Ôi vô. Ừ. Vô đầy luôn rồi. Ui. Đi nè cả nhà. Ba con, bốn con cái gì?
4 con luôn. Mừng quá cả nhà. Quá hấp dẫn á. Đây nè, 4 con. Vô vô rồi. Đã hả? Ôi khu này dữ ha. Ừ, ếch nhiều lắm. Á cái im cái nè. 3 cái được 6 con. Wow. Chỗ này chắc hết tháng này chắc đầu tư cho anh Bình à. Ít cho anh Bình ơi. Mấy anh em đi đặt thử à. Ủa, cá kìa, cá nó quận kìa, trời ơi. Xuống lại á. Ủa cái này là cô chú trồng cái cây đó là cái gì vậy anh Bình? Nó trồng mướp. Hả? Trồng mướp. Cây này nè. Cây nè. Cây ruộng á, cũng không rành. Rồi đang cái nữa hả? Thì mày thêm ra đó. Em ra cái khui coi. Rồi không có. Ừ, cái này không có. Đây bẫy mới nè. Hôm qua mới sống được 10 cái. Thêm 10 cái nữa hả? Ừ. Hôm bữa thì bị lên cấp đúng không? Ừ, anh Năm lấy. Anh Năm lấy xài mớ. Bữa có 10 cái mày bị ăn cắp hết 5-7 cái rồi cả nhà. Chỗ này người ta trồng rau nè. Ừ. Mướp nè, rau muống nè. Mướp, rau muống. Em mướp này thu hoạch được rồi nè. Ừ đúng rồi, chắc nó thu hoạch được rồi. Cái này nấu canh ếch là vừa luôn á anh Bình. Ừ. Nhưng mà mướp của người ta thịt ngọt ha. Thịt nó ngọt. Đây cảnh hùng vĩ rồi cả nha. Giữa đồng mà có khu rừng. Thiên nhiên rất là đẹp luôn. Mà sáng sớm thì thấy chú kia cắt cỏ cho bò. Để ở đây. Để được không? Được. Mà ít này nó mạnh lắm. Ừ. Rồi trước mình đặt nó cũng tung ra đó anh Bình. Tung hư cái hôm đó. Tung á. Nó mạnh lắm. Rồi mình đây cũng có dấu rồi. Nhưng mà có dấu không biết rồi, có vô không. Có vô nhớ chừng nhỏ hả. Rồi chết quá. Không vô. Không vô. Còn mồi không. Mình đặt này chỗ nào có vô vô, chỗ nào cũng không không á. Ừ. Chứ không phải là 100% vô. Mà vô vô là thấy coi ớt bự bự còn ngon không ha. Ừ. Vô nhìn thấy đã đúng không? Ờ. Ồ, thấy cái đầu tiên mà. Hai con cái sau 4 con đã. Chỗ này người ta mới bơm nước lên nè. Ồ, chỗ này bơm nước nó ít lên hả không được. Không biết nữa. Ờ, có đặt không? Còn đây hả? Đây cho nó có mà. Có dấu. Có dấu mà biết sao đây. Rồi chết quá. Không rồi. Không có. Thì cái hôm nó cứng không anh Bình? Hôm mới vừa đó. Ớt nó mạnh lắm. Hôm cứng nó cũng vô à. Nãy hôm nó mềm mềm mà. Ờ. Ở đây chắc bắt ớt ngon lắm à. Mấy kinh à anh Bình? Hôm đi hôm bữa thì chỗ này chưa thả phải không? Ừ. Kinh này nó nhảy tủm tủm nhìn đã. Ồ. Tới một ếch ở đây có ai bắt ếch không anh Bình? Chắc có quá. Có, rồi vô rồi. Hả? Vô rồi. Đó, thấy không? Ờ. Mình thấy động nước rồi đó. Đó. Động nước là vô nha mọi người. Đó 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 đó. Ồ, động nước nè. Đã. Ồ.
Hay đồng nước là có dấu chân mà ha. Đây nè, đi bấy rồi nó tông nữa. Hả? Nó tông rồi thấy không? Nó mạnh cái tông có hôm bóp luôn rồi. Nhưng mà nó chưa ra được. Thấy có à, không biết mấy con đây. Rồi, rồi nha. Kìa. Ừ, hai con ốt. Bằng hai con ốt tải cơ nha. Ít già nữa ha. Ừ. Ôi, quá đã rồi. Quá đã rồi đường đường. Cái đường nước này vậy ngon ha. Để ở đây nha. Để được luôn ha. Để đây luôn ha. Sao? Nó mạnh tung nó lọt như mốt cái hôm luôn ha. Để đi. Để đi hồi anh em mà. Chỗ này nè, lúc trước nè. Ờ. Con ếch nó nhảy tủng tủng. Quay lại nha. Bây giờ buổi tối á là con ếch nó ra ngoài đồng nó kiếm ăn nè. Ừ. Cái này nước mới bơm lên thấy im quá mà. Ừ, nước mới bơm lên. Nước mới á anh Bình. Nước mới. Mà nhìn từ xa mà thấy đồng nước mà thấy ngon ha. Thấy chắc ăn rồi đó. Cái này chỗ này có dấu đi hay gì kìa mà không biết sao. Nè chỗ này cũng có dấu nè. Dấu ếch nó bày nè. Dấu lên quá nè. Dẫm bấy luôn nè anh Bình. Ừ. Dẫm bây giờ là không thấy nhảy ha. Nó cứ vô không. Rồi có nha. Ừ. Có nha. Ô đó. Ừ đi vô. Ui. Ủa thì con bự bự không anh Bình. Thấy ha. Đây ếch bự bự không nha. Ham quá. Nhìn đã luôn không? Ờ. À. Sáng sớm mà không có anh Bình ha. Chưa tí xíu á. Anh Bình giờ này mới có năm mấy mà. Gần 6 giờ rồi. Ừ. Chỗ này luôn trước à. Cái cây ổi á, trái ổi á. Trời ơi. Ổi đồng á rất là nhiều. Ổi này ngọt lắm anh Bình, ngọt lắm. Hồi nhỏ thì cũng hay bể ăn lắm. Cái này trời ơi. Hả? Chỗ này nó giấu rồi. Ừ. Ồ, giấu bấy ngày hết trơn luôn. Mà không biết có vô vậy? Không nữa nè. Giấu dữ dằn thiệt. Giấu đã ha. Ừ. Giấu ít bự không nè. Thấy không? Nè, này bự nè. Không bị bấy hết trơn. Đi mình ơi. Thì vòng lên vô nha. Ui. Rồi không có con nào luôn. Vô không vô ha. Ừ. Đi. Dấu đi. Đã thì chứ nữa. Dấu nữa. Đi bấy hết trơn rồi không có. Bấy trơn. Có thể là đặt ngày mai là có. Dấu gì biết sao không? Mình để một con cá rô nữa. Ờ. Là ok luôn á. Cho cá rô nó nhảy nhảy nước lên á. Ừ. Thì nó dâu chừng. Đây ảnh mình Bình lên này kìa. Ờ. Mấy bé cò trắng ngốc chưa. Ừ chỗ này cò nhiều lắm. Cũng đâu có ai bắt đi đâu. Ở đây hả? Trời ơi, bấy nhảy chưa? Cò nó quậy gì trời. Ừ? Cò nó quậy à? Ừ. Có dấu cò hả? Đúng chân cò không? Rồi. Chết suốt. Sao? Thấy nhiều là lấy vốn rồi. Không có. Đó cò kìa. Đó đó đó. Ừ. Cò trắng không ha? Cò trắng nó dạng cả nha. Biết kêu luôn ha. Biết kêu cò luôn.
thêm ghe không ta? Rồi cái khu này không nhiều bằng khu trong rồi ha. Ừ, trong khu vườn cũng nhiều ha. Chỗ đó vườn vườn bổ hoang á. Ít tháng này là nó ở trong vườn rồi đó. Tại vì cái mùa nó ra tháng này á hả? Ừ. Tháng này nó sắp khô nó vô hang rồi nè. Cái mùa ba mùa ít kêu rồi mới ra. Đây cái này chắc vô nè. Thấy động nước nè. Hả? Thấy động nước nè. Rồi bấy ngày hết trơn nè. Đâu? Quá đã luôn. Ôi có động nước anh Bình ơi. Có tung rồi. Nè nó quậy nè. Thấy không? Có tung rồi cả nhà. Caramel thấy có động nước rồi. Nói chừng rồi. Nói chừng đã. Ủa thấy rồi, thấy rồi. Vô nha. Wow. Hai con nữa, con khủng khủng không trời. Con nè, đi nè. Đã nhìn mình. Một con ếch này nó mới lâu năm vậy nè. Hết, ếch già hả? Đã. Quá đã. Ui, không vô thôi, vô là hai con. Đã thiệt. Đặt gì đã lắm. Con nào hôm nay? Cái nào không vô thì nó không vô, cái nào cũng vô, luôn vô gần đầy lợp luôn. Lúc trước anh đặt bên kia, vô bích cái lợp luôn, cứng ngắc luôn. Đã ha. Ừ. À, vậy là cái đó là cái quốc lộ cao tốc đó hả anh Bình? Ừ, quốc lộ cao tốc đó, đường hướng bên đây thì đi Mỹ Tú. Ừ. Còn hướng bên đây thì đi Mỹ Xuyên. Rồi vô nữa rồi. Hả? Động nước nữa rồi nè. Động nước hả? Ừ. Đây đây. Ủa? Mà không biết nhiều hết thôi. Mà không thấy dấu ha. Không thấy dấu chân luôn. Đúng rồi. Chắc nó nhảy từ đây nè. Đúng rồi. Vô luôn. Khui hàng. Khui hàng. Có. Khui hàng có nha. Ui. Bự nữa. Một con hả vậy? Có một con à. Ừ. Trong đây nè, ếch bự bự không cả nhà. Trong đây người ta ít ít xoài ếch á. À. Nên ếch nó vẫn còn. Hấp dẫn quá anh Bình ơi. Còn 1, 2, 3, 4, 4 cái lộp nữa. Còn 4 cái nữa hả? Ừ. 4 cái, còn ông vô dừng 4 con cũng được. Mỗi lộp vô 1 con hay gì? Ừ. Tá hay gì? Nước sông nó lên thôi. Rồi kia gần ngọt rồi kìa. Nước sông nó lên đó. Ờ. Cái này mà có đám mưa nhẹ nhẹ xuống anh Bình. Cấm câu ếch. Ha. Đúng rồi. Ếch bự bự không. Cấm câu ếch ngay cái đường nước này, đường cái kinh này nè. Đúng rồi. Này nó đi theo đường nước nhiều không? Nhưng mà anh ngộ lắm, thí dụ người ta cấm ở đây phải không? Anh không cấm ở đây đâu. Cấm ở trên nè, hoặc là ở bên kia. Nó ngồi á. Ừ. Lại lên chỗ trống nó ngồi. Thường thường ta chứ gì cấm mé đúng không? Ừ. Anh không cấm đâu. Không chỉ cấm ở đây luôn nè. Nếu mà có trời mưa nó lên có chỗ có đường mòn nó đứng á. Đúng rồi. Thăm bên đây trước. Sáng trời lên rất là đẹp luôn cả nhà. Buổi sáng thấy yên tĩnh ha. Ừ. Chỗ này lúc trước nó khô á, cá nhiều lắm, cá nó vô hoang á.
có đường nước đây nè. Ừ, đường nước rồi nước cạn á mình. Cá nó vô hang á. Biết sao? Cạn cái mình đem lục ớt lên mình đặt. Đem gì? Đường nước này nè. Đem cái gì? Đem lợp á. Ờ, nước cạn là nó xuống ớt nó xuống nó ăn cá á. Đặt lợp hả? Ừ. Ủa này là con gì ta? Con này là con nhái. Nhái hả? Ừ, con đen đen rồi. Mày gọi là con nồng nọc á. Đây thấy im ghe ta. Im gu không biết sao đây. Rồi, xong phim. Vô con cá chê. Ừ? Nè, cá chê nhỏ. Ừ, cá chê nhỏ. Chỗ này anh đặt nè, lúc trước này anh đặt ở đây nè. Ừ. Nước nó ngập quá, mưa, bữa đó mưa quá trời mưa luôn. Ngập cái lọp luôn hả? Ngập cái lọp luôn, nhưng mà ếch nó vẫn vô luôn. Vô bị ngậm củ tỏi hết. Bị ngọt á. Ừ. Mấy cái địa điểm này đặt con thấy cũng lý tưởng quá ha. Lật lục ếch nè. Chỗ này hả? Ừ, dưới khu trong á. Khu khu bao quanh cái giường á mình. Bao quanh khu vực đó. Chỗ đó đặt ngon á. Ừ. Thấy gì là im lắm rồi. Thấy im rè ta. Chỗ này lúc trước khô khô á, giống chân ếch nhiều lắm. Ừ. Rồi không có à. Chết quá rồi. Nè bên đây nè có giống chân ếch mà. Bên đó hả? Ừ. Giống chân ếch nhiều lắm. Ồ thấy bãi này ngon quá ha. Ừ. Ừ, không có đi rồi. Mình thấy dấu gì hết trơn luôn. Bên đó có dấu rồi, không biết sao nữa. Giống chân cò không? Dũng gì mà không đi ha. Chỗ này nó đi đâu chứ. Chỗ này đáng lẽ là có nè. Dũng gì ngon. Đúng không? Dấu bệnh ngốc rồi. Dấu chân ếch không? Nước nước là nước cũ sao nó không lên, sợ nó ăn cá hết nó đi. Ếch cũng khôn, ếch bự bự khôn lắm. Ếch bự bự thí dụ là em cấm câu phải không, nó không ngăn đâu. Còn cái nào nữa anh Bình? Còn một cái cuối cùng. Cái cuối cùng đó hả? Cái này hên hên mình cấm câu thì dính được con nhỏ nhỏ không ạ? Ờ. Lâu lâu hên hên nó mới dính được con bự. Còn lạc lột ếch này á, nó hoái lắm, con nào cũng vô hết chứ. Nhất là con bự lúc trước nó bự gì nữa. Hồi mấy năm trước á, hồi mấy năm trước đặt lần đầu tiên á, trời ơi. Cầm ếch vô thấy ham. Im tay luôn ha. Đúng rồi. Cầm một con 400 gram. 400 mấy luôn một con á. Ờ. Cầm con ếch nhìn nó đã tay. Rồi, cái cuối cùng cũng ngập rồi. Này, nước bơm lên ngập rồi. Nước sông nó lên á. Nước lớn. Không thấy dấu chưa? Có dấu nè. Có không? Có dấu nhưng mà không biết cái vô. Rồi. Rất lớn rồi. Rồi vô nè. Vô. Cái cuối cùng có. Đây. Đã. Chỗ này lúc trước anh đặt hai cái còn vô hai cái luôn. Tại vì nước nó dụng nước á. Con ếch nó lại á. Ừ. Vậy là cái cuối cùng là có lý rồi. Ừ. Thì cũng vô. Cái đầu tiên vô hai con, cái cuối cùng cũng vô một con. Hợp lý ha. Bữa nay cũng được rồi ha anh Bình.
bữa nay chắc tầm khoảng vậy là ngon lắm rồi đó, 1 ký mấy. Ừ, đó đường cao tốc nó đang làm đó. Ờ, cái này hướng Cà Mau Cần Thơ hết ta? Ừ, hướng này đi Mỹ Xuyên, còn hướng này đi Hậu Giang. Ờ, bự lắm, em đi gần á biết bự. Rồi qua mấy 30 mét gì không à? Ừ, từ nãy giờ anh em mình cũng đã di chuyển về nè, 15 cái lọp vô được có 2, 4, 6, 7 cái lọp à. Ừ, 15 cái vô được 7 cái thấy được ha, cách cái vô 1 cái. Rộng đi nữa chiều đó làm clip ẩm thực. Con nào con nấy bự bự không hết. Này vô 2 con. Mê quá. Đặt lộp này xong là nhưng là mình cấm câu á. Ừ, thấy chán luôn. Hồi xưa thì thích cấm câu hơn ha. Lúc đó là cấm câu nó ấy hơn. Và giờ có lộp nè. Đổi mới á. Xong rồi đặt nó mau vô nữa. Nhưng mà nó vô nhiều nữa. Không xảy. Khó xảy hơn. Có cái nãy nó tung ấy cái hôm ngoài luôn ha. Ừ, mạnh á. Nhưng mà nó ra không được. Hôm miếu là nó ra được chứ. Ừ, đợt nãy mày đá nè. Hết cụ. Còn đồ bình chua. Đồ bình chua là hết bài luôn không? Còn lấy nó không ra luôn mà. Bự hơn bự hơn cái hôm. Bự hơn cái chỗ ra luôn. Đó. Ồ, bên đây cũng giữ là ít nái rồi. Đặt mấy gần chỗ mương đã. Ừ, mấy chỗ người ta bỏ quan này 4 con. Ừ, có cái này mới kỷ lực nè. 4 lúc con trước rồi. Vô hả? 7, 8 con luôn. Cái lộn có thể vô được ký ngoài được ha. Có luôn. Ừ, nhưng mà tùy theo chỗ hiếm ha. Cái này thấy vô 4 con là thấy dữ lắm luôn à. Nhưng là mấy chỗ dùng nước nè. Ừ, dùng nước là vô nhiều lắm. Ừ, đây quá. Ừ, cái này mê uống mềm luôn đã. Ừ, con nào ấy dữ dằn hả? Đừng có con bự nữa đã. Nào rồi dở đi cái mình quá đỉnh luôn. Quá rồi cả nhà, 2 con này thì thôi rồi luôn. Cái đùi của nó nè mê ha. Nào cà ri để nguyên da luôn á. Đúng rồi, cái này đừng để nguyên da luôn. Chắc tầm cỡ gần 2 ký á. Ừ, nhiều ha. Không, 2 ký sợ đó nặng lắm á, ít bự mà. Con ít bự đó nãy là 200g khỏe đó. Ừ, con đó cỡ tầm 2 ký. Ừ, bây giờ cũng tranh thủ về cả nhà để cho anh Bình gọng lại kiếm chi phí tiền xăng. Cái đó cũng được trong ngoài 200.000 ha. Đúng rồi. Ừ, rồi bây giờ mình cũng xin khép lại video tại đây nha. Rồi chúc tất cả mọi người xem clip thật là vui vẻ. Và đừng quên cho mình xin một lượt theo dõi luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha. Ừ.